cái gì lấy cái đúng rồi năm trăm anh em đừng có lên không phải năm rồi cầm đây chứ gì anh quay quá quá đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng rồi. Đi thế nào? Ừ. Chúa đồng quay. Chúa ơi, tổng là mấy đứa? Bắt hết rồi, có 3 đứa thôi. Chúa. Làm gì bây giờ mới có 2:20. Hai 20 mà. À, tôi được đi lên luôn nha. Bà vợ anh bảo 3 giờ mày. Cơm cao lên rồi quay em ạ. Cái vụ ấy. Các bác đứng lùi ra sau của em ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.